Đoạn đường vài trăm mét trên phố Xuân Diệu Hà Nội, vô số những điểm bán xăng vỉa hè, chỉ đơn giản là những chiếc can nhựa với thông tin đo lường 2 lít. Khi có khách hỏi thì xăng mới được đem ra. Đổ ra thì không 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 Chỉ việc sang bên kia đường và xếp hàng dùm những người không thích chờ đợi, giá mỗi lít xăng đã được đội lên gấp rưỡi. Nếu mà ít tiền thì nó màu xanh. Tiền màu xanh 92, còn loại này loại nhiều tiền. Xăng 95 thì là xăng đắt tiền. Chỉ mua loại nhiều tiền. Xăng, chỉ mua có một can xăng là đắt hơn 60.000 một can xăng. Nó chênh nhau ấy chứ. Chênh nhau 60.000 một can. Xăng xanh là xăng tiền trên nhau. Mua ở cây, cây gần đây à? Chỉ đảm bảo xăng khe, về không có vấn đề. Lên đây đập vào mặt đi. Lời cam kết không thể uy tín hơn. Nhưng khi người mua chót đặt lòng tin vào người bán, thì chiếc can 2 lít đổ ra còn chưa đủ 1 lít rưỡi. Can này là can 1 lít rưỡi nhá. Chứ không phải 2 lít đâu nhá. Không mà biết cái này có phải xăng không hay là cái xăng vừa đổ ra. Vừa đổ ra của chị sao? Đấy đổ ra mang ra để. Chị, cái này thì mua về xong đổ như này cũng không biết được làm một lần đâu. Tôi nói thật đấy. Không mang về mà đổ xăng đi. Cứ bán cho can thôi, không biết là bao nhiêu đâu. Bán xong là xong việc. Chẳng ai còn quan tâm đến thứ mà mình bán ra. Những điểm bán dạo chẳng ai quản lý, được tạo ra tức thời trong lúc người tiêu dùng gặp khó, nên họ tự biến mình thành gian thương mà không sợ gì. Đây là 1 lít rưỡi hay là 2 lít? 2 lít cũng có rồi này. Đây 2 lít lấy 60.000 này nhưng mà phải giả bỏ. Tôi vừa đây cũng là xăng được. Thái xăng mua bên kia hả chị? Chẳng xăng bên kia, xăng cái lắp nào hoàng đấy. Sống cạnh cây xăng với nhiều người chưa bao giờ tiện và lợi đến thế. Không được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, hàng chục can xăng chỉ được giấu cẩu thả dưới lớp bạt mỏng. Nơi đầu tư hơn thì trang bị hẳn những cây xăng mini tự chế, nhưng đơn vị đo lường thì do người bán tự quy định. Được. Nếu mà bán đổ vào xe thì làm sao mà thấy được, đúng không? Tiết kiệm thời gian ở những điểm bán dạo này là có thật, nhưng nếu tiếp tay, người mua đã tự lãng phí tiền bạc và lòng tin của chính mình. Vâng, và trước tình trạng này thì mới đây Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng cũng như là an toàn phòng cháy chữa cháy.